Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bầu Trời South Haven Channel. Hôm nay mình làm cái video nhỏ nhỏ này để chia sẻ với các bạn là hôm trước đó mình đã dùng cái làm một cái fresh French tip manicure, tức là những cái mà cái ngón tay nó đã có sẵn, mà những cái French tip manicure này các bạn nó đã có sẵn này rồi, thì mình chỉ bỏ cái keo lên và mình dán vô thôi. Thì hôm nay mình muốn chia, cũng đã được gần một tuần này, một tuần rồi, cho nên mình muốn là mỗi tuần mình mỗi thai, mình muốn mỗi tuần mỗi thai, tại vì weekend đó mình giữ cho cái đầu ngón tay của mình nó sẽ được được thoải mái, tức là không có cái gì đi gắn lên hết. Cho nên hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là làm sao để mà mình tháo những cái đầu French tip này ra ha. Mời các bạn cùng theo dõi video này nha. Mình bỏ cái này vào. Thì mình mua cái chai này ở trên cái cũng ở trên internet đó các bạn, cũng có 99 cent à. Thì cái chai này là để mà dùng tháo dễ ra ở trong mấy những cái French tip manicure giả này ha. Thì mình mua thì chỉ có khoảng chừng đồng 99 hay 99 cent gì các bạn. Mình lấy ra rồi mình cũng đi sơn cái vòng vòng cái ngón tay của mình như vậy ở bên cái vỉa bên ngoài đó các bạn ha. Thì để cho từ từ nó thấm vô ha. Từ nó thấm vô. Đây là lần đầu tiên mình làm như vậy. Thường á thì mình hay ngâm cái ngón tay của mình vào trong cái dung dịch 100% acetone, thì cũng ngâm 10 ngón tay như vậy thì cũng khoảng chừng 45 phút thì nó mới ra hết đó các bạn. Cho nên mình thấy cái mình đọc trên internet này á, thì làm cách này thì nó tiện lợi hơn. Thì lần đầu tiên mình cũng thử coi có thành công không ha. Vì mình để cái ngón cái keo này nó cái này thì nó kêu là debonder, tức là làm cho mà tháo ra đó các bạn. Mình ở trên Amazon cũng có, hay là website tomu tormu.com thì nó bán đồ rất là rẻ. Bán đồ rất là rẻ, ta xài cũng được, cũng tạm thời không thích nổi nào các bạn. Thì khi mình đã để cái dung dịch này vào vòng vòng cái bên cái viền của ngón tay của mình để khoảng chừng cho một chút, rồi xong mình lấy cái dụng cụ này nè. Lấy dụng cụ này nè. Đó, dụng cụ này thì mình bắt đầu mình khửi ra, để coi mình khửi ra nó có ra không nha các bạn. Tại vì lần đầu tiên mình cũng thử thấy nó cũng còn hơi cứng các bạn ơi. Thấy cũng còn hơi cứng. Ây da, cũng ra được chút chút rồi. Nó cũng ra được chút chút rồi nè. Cũng ra được chút chút rồi nè. Nên để coi mình cho thêm. Ây da. Mình cho nó nhiều nhiều chút xíu làm cho nó dễ ăn vô các bạn. Đây là một bình, bây giờ mình cửa nó ra. Cũng hơi khó các bạn ơi. Cũng hơi khó. Cái này nó cũng hơi khó các bạn ạ. Mình thử cái bên này nữa đây. Rồi, sao nó không ra vậy? Nhìn là cái chai này không được rồi các bạn. Chứ mình thấy trên mạng á,
họ để như vậy vòng vòng như vậy á, thì để mình nghĩ có thể chắc thể một chút xíu coi nó có ra hết không, hay là mình làm không có đúng hả? Chắc mình ngâm cho nó một chút xíu, ngâm cho nó một chút xíu làm cho nó thấm vô rồi nó mới tróc ra dễ. Ây cha ơi, sao kỳ quá vậy, sao nó không ra vậy trời ơi, nó không ra các bạn ơi, mà nó còn dính lại nữa. Thôi rồi rồi, Nó không ra được. Thôi bây giờ để mình đi lấy cái mà dung dịch đó, thường thường mình hay làm để mình tháo mấy cái móng tay giả này ra. Các bạn chờ chút xíu để mình đi lấy cái dung dịch của mình ha. Ok. Thì đây là cái dung dịch mà mình dùng để mà ngâm vô để mà làm cho tan ra cái móng tay giả này nè các bạn. Thì cái dung dịch này mở ra thì nó như vậy. Để mình bỏ cái này vô lại. Để lát nữa mình clean lại rồi mình bỏ vô lại. Thì mình mở ra thì nó như vậy nè các bạn. Mình đang dùng á thì nó như vậy nè. Đó. Thì cái chai này á là mình đi mua ở cái tiệm này. Mình đi mua cái tiệm này nè các bạn. Mình chế vô trong này để cho nó đầy lên, tại vì mình dùng cũng nhiều lần rồi các bạn. Mình mua đây coi. Mình không nhớ là mình mua cái chai này ở cái tiệm này bao nhiêu tiền nha các bạn. Thì mình chỉ dùng như vậy là nó là 100%, nó là pure acetone. Thì để mình ngâm với cái dung dịch như vậy. Giờ mình chế vô đây rồi, bây giờ mình ngâm cho khoảng cũng chừng hơi lâu các bạn ơi. Ngâm cho một chút. Thì mình ngâm mới cái sơ sơ nãy giờ thì nó hơi tróc tróc ra nè các bạn thấy không? Nó hơi tróc tróc ra nè. Nha. Thì mình ngâm thêm nữa. Nên các bạn ơi, nãy giờ mình ngâm sơ sơ thì bây giờ nó cũng gần tróc hết rồi thấy không? Thì mình ngâm thêm chút xíu nữa. Nhưng mình nhớ ngâm á, thì mình phải, tại trong này nó có răng cưa các bạn. Cái mình kéo bấm lên bấm kéo lên kéo xuống như nè để cho nó ra màu vậy á. Đó, gần ra rồi nè. Mình phải giữ như vậy. Rất sạch nè, sắp sửa ra hết rồi nè các bạn, với tróc tróc như vậy nè. Nhiều khi là cái keo á, cái keo mà mình dán vô các bạn. Hôm nay bên mình hiện giờ là thứ sáu, tối thứ sáu. Thường thường tối thứ sáu mình hay tháo ra mấy cái móng tay giả của mình, mấy cái móng tay như vậy. Rồi mình để cho cái bàn tay của mình nó được thoải mái trong thứ bảy, rồi tới tối chủ nhật cái vậy mình làm manicure lại, mình sơn lên hay là mình gắn móng tay giả vô, ngày thứ hai mình đi làm đó các bạn. Nè các bạn, hiện thì mình lấy ra nè, thì nó bị hơi trong trong như vậy. Lát nữa cái mình đi rửa móng tay lại rồi mình thức lotion lên. Để bây giờ mình ngâm đi ha, rồi một lát nữa xong hết rồi mình sẽ, hiện giờ thì bàn tay của mình như vậy, bây giờ mình sẽ ngâm nó vô đây
để lát cho nó, để nó móng mấy này nó tróc ra hết rồi mình lát nó mình quay trở lại để chia sẻ với các bạn tiếp nha. Nên các bạn ơi, mình vừa mới làm xong một cái tháo móng tay giả ra từ trong cái mình ngâm cái móng tay mình trong cái nước này nè, thì mình làm được một bàn tay như vậy rồi đó các bạn, thì nó hơi khô chút xíu, xong mình để mình làm luôn cái bàn tay này, mình tháo mấy cái móng này ra, mình làm cái bàn tay này xong rồi mình đi rửa, mình mới xức lotion lên. Hiện giờ thì bây giờ cái móng tay thiệt của mình là như vậy nè các bạn, không được đẹp lắm ha, nhưng mà thôi kệ. Giờ mình sẽ tháo tiếp, mình sẽ ngâm ngâm vô để mình làm thêm cái năm ngón tay này. Một lát nữa mình sẽ trở lại với các bạn nha. Các bạn ơi, mình đã vừa ngâm và tháo ra mấy cái món móng tay giả rồi. Hiện giờ thì mình rửa tay và mình để lotion lên. Đó, thì hiện giờ các bàn tay của mình, ngón tay thiệt của móng tay thiệt của mình như vậy nè các bạn. Video hôm nay mình chỉ gửi với các bạn cách làm sao mà mình lấy móng tay giả ra nha. Bây giờ thì mình tạm dừng cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Về những có cái gì nữa thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên gia đình và người thân. Xin hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.